Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Yoshi the World ha. Thì hôm là khó chịu luôn. Để mình tìm hiểu coi cách fix cái này coi. Mình đang coi khủng long mà nó cứ hay bị lỗi à. Đó, con này đã level 40 rồi. Ở City World cho các bạn xem. Mình phải dùng mà nước thịt đó hình này đi. Con chim level 40 rồi đó. Magifodon nó level 40 rồi. Mình nghĩ rất khủng. Chết cha. À, con này 4.000 đam. Trời. Ghê ông. Ôi gì xong đánh. Thua rồi. Đánh chày đất lại đâu. Rất kỳ hệ mình ở đâu nhưng quýnh con cái chết thôi quýnh gì. Genius. Genius.
này mà bút sai là thắng á. Rồi vậy là mình thắng rồi. Ơi khoan à, nó sẽ có 3 thủ 2 thủ. Biết thắng nổi không ta? Ơi vậy thắng rồi. Ôi vậy mà thắng được luôn á hả? Ơi mình nghĩ mình thua chứ. Rồi mình nghĩ mình thua luôn á. Tại vì mình lời được một điểm nên là mình thắng được. Các bạn thấy không? Đánh nó level 40 nó rất là khó. Mình gặp những thằng mà mạnh hơn mình trong khi đội hình của mình thì nó rất là yếu. Chưa thể so sánh được với đội hình của đối phương. Đội hình của đối phương là quá chuẩn rồi. Quá khủng luôn rồi. Để này mình đi nhặt tiền. Nói luôn cho các bạn là còn khoảng 2 ngày nữa sẽ ra deal 3 ngày chứ 12, 13 ta. Hình như là không nhớ không lầm thì 13 ngày. Ở đâu 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ có DLC mới của game ARK. Và có thêm một cái hay lắm là chính là cái trailer ra ngày 8 á. Giờ mới nói, mình giờ mới nhớ mình nhắc. Trailer YouTube á, ra ngày 8 phim Jurassic mới hay lắm. Rồi coi mà người luôn á, mà nó tới tháng 6 nó mới công bố chiếu rạp được. Rồi cái phim này thiệt sự là mình sẽ không bỏ dở đâu. Tại vì cái phần nào ra mà chiếu rạp thì mình cũng đều đón xem. Rất là kích thích luôn. Cái tập đó là chiếu ở tháng 6 mà mình kiểu như Tết xong là tháng 2 rồi. Mình chờ 4 tháng nữa là tới hè. À đúng rồi, đến hè rồi, hè thì các bạn có thể đi xem mà xin tiền bố mẹ có thể tới rạp và coi thưởng thức một cái tựa phim mà Jurassic World rất là hay luôn. Mình đang ngóng cái trời, cái nhìn nó đã. Nó có xuất hiện con cano ở trên, nó nói con cano y chang con này luôn nha. Con cano y chang con này luôn á. Không, nói một cách khác là nó giống game ARK hơn. Chắc nó giống con này nè. Rất là giống luôn. Và đã bị con T-Rex cắn chết. T-Rex này thôi chứ không phải là T-Rex kia đâu. T-Rex cuối thì nó hơi bị khác chút. T-Rex cuối thì nó làm màu mè ra tí. T-Rex 1 thôi, T-Rex 1 là giống T-Rex thường mà. T-Rex này là giống quá nè. Ok, để coi cái này có cái gì đây. Bây giờ thì mình sẽ đột biến mình sẽ đột biến cái con này với con kia nha. Dạ, yeah, mình bị hắc xì. Hắc xì sổ mũi luôn. Há miệng cái gì? Để tao tiến hóa mày nè. Mình cho nó ăn cái đó. Mua từ từ thôi, mình mua nhanh quá nó bị lỗi, mới nó bị đít mới ghê chứ. Cái phiên bản lần này chán rồi. Rồi. Mình sẽ hai bếp nó. Wow, đã được. Tạo ra một cái giống gì đây? Ôi, 500 điên này một lần. À, thấy chưa, nó bị hoài rồi các bạn ơi. Nãy giờ bị 3 lần rồi đó. Để tí nữa ra mình quay xong ra mình xóa game mình tải lại coi nó có bị lỗi không. Game gì chơi chút là bị đít ra hoài. Bình thiệt chứ. À,
ơi, chúng ta đã có một con bò sát gì rồi đó. Ryotodon hả? Tên quen quen ta. Tiến hóa qua đây hả? Ryotodon hả? Cho qua đây đỡ đi. Ôi con này giống tên con kia quá ta. Rồi mỏ nhọn luôn, kết hợp với một con kia thành mỏ nhọn luôn rồi. Bán với giá được 19.000. Mình không biết trong mắt kịch nó bán con này nhiêu một con. Wow, 39.000 một con đó nha các bạn. Ôi không phải giỡn đâu. Các bạn nhìn xem, mấy con kia chỉ có giá 7.000, 11.000. Tới con Indominus Dread mà có 29.000, mà con này bán với giá là 39.000. Mình nghĩ con này không phải là dạng vừa đâu. Con này là một dạng MTV mới rồi. Ôi ok, bây giờ mình sẽ mua nó luôn. Nó chỉ thua con chim một chút à. Con chim bán có giá 62 mà nó bán có giá 40 thì mình nghĩ là cái lượng đam của nó với lượng máu của nó cũng sẽ không thua kém gì. Không thua kém gì con chim đưa mình đến trend đâu, mà các bạn hãy chờ xem sức mạnh thật sự của nó sẽ là như thế nào nha. Đang hồi hộp lắm đây, mở tiếng hát mình chưa kịp coi luôn. Mình mua đủ 8 con là mình cho mình quan sát coi nó ha. Rồi. Chúng ta thấy là level 1 của nó là lượng máu là 1156 và lượng đam của nó gây ra là 442 đam. Vàng thì 1071 trên 3 tiếng. Cũng khá là bình thường ở level 1. Mình cũng chưa chắc. Rồi. Chỉ level 10 thì máu nó là lên 1007 rồi. Khá là nguy hiểm đó. À mình có cách rồi, dùng con này để win cái kia cho vui. Lại hết đồ ăn. Rồi nghĩ tới chi là đủ cho con này rồi đó. Kiếm cá tiếp. Ở chúng ta dùng con Cryotodon đi quýt. Level 10 bằng con Oro chứ. Ê, bây giờ hết rồi. À, ok, xong. Đội hình của đối phương cũng khá là mềm. Chấp đi, tại vì đội hình đối phương chỉ có hai con quýnh được thôi. Con cuối cùng của đối phương rất là yếu và mình cũng vậy. Không phải mà mình đi chạy nhau chứ có gì đâu yếu. Rồi mình lấy 7 điểm vậy. Bạn ấy là còn 4 điểm, một điểm thủ. Bỏ thủ nè. Rồi, phải chia đủ rồi. Đủ chưa ta? Không thủ. Lấy thêm 1 điểm mà, ham 5 điểm mà.
Đừng có chơi khờ vậy. Bạn con đó là đam to nhất rồi đó. Biết mà. Con này đam tí xị à. Giờ lấy 7 điểm thì cũng vậy thôi. 7 điểm gây được có cỡ ngàn mấy đam. Hùng lắm là chết được con này thôi. 2002 2000 chứ mấy. Bây giờ mình 6 điểm nè. Mình cuốn bạn một cái một là bạn té rồi. Nhưng mình sẽ cắt bạn 6 điểm. Cắt đứt con Trim này luôn. Thấy nó thấy con bò sát, nó cứ tưởng là con chim nó sẽ kỳ hệ mà nhân sai rồi. Con này là bò sát hệ con bò sát hệ ăn thịt mà, nó đâu phải là hệ nước đâu. Chứ mình gặp hệ nước là mình thua rồi đó. Đánh cái này đôi khi cũng cần sự may mắn hơn nhiều. Rồi để mình quýnh vô top 10 bằng 3 con này luôn cho các bạn xem ha. Tục. Chỉ mới level 10 thôi. Mà con này mình làm 3 con 6 sao thì nó hơi căng á. Nên thôi mình sẽ làm một con thôi. Tại vì nó cái nó bán cũng khá là đắt. Rồi, chúng ta gặp đội hình kiểu như là One Hit. Stego. Wow, Ankylo đẹp quá. Ankylo đẹp dữ hả? Ôi, Ankylo nhìn đã ghê à. Super giáp luôn á. Thôi mà tạm biệt Ankylo nhé. Top. Colo thì chết rồi. Con này quá yếu. Quýnh 2 điểm thôi. Không biết mà. 2 điểm đủ té rồi. Quá dễ dàng, nhiều win. Rồi, để mình quýnh thêm một trận đó, để mình vào top 10 coi. Con này mới level 10 thôi, nó chưa đẹp đâu, mình nghĩ vậy. Chứ mà nó ở level... nó ở và level cuối thì mình nghĩ rất là đẹp á. Ata top Pelata. Con này cũng gặp mình thì cũng quỳ thôi, mình có này rồi. Quên không cần suy nghĩ luôn. Cứ đa mà nó tự chết thôi. Ok thôi. Con này cũng khá mạnh á. Ôi. Được mình. Mình block rồi. Thấy chưa? Bạn không có khả năng giết được mình đâu. Tích điểm làm cái gì? Tích điểm làm cái gì rồi cũng chết. Chưa mất một giọt máu nữa. Cano hả? Cano ra cắn với anh sao mà được.
mình khá là lẹ. Tưởng đâu mày thủ là cái mặt avatar nhìn có vẻ ngạc nhiên đúng không? Đúng rồi, mình sẽ đánh các bạn ngạc nhiên. Wow, 6 điểm mới giết được mình, thật là thảm. Nhẹ nhàng chứ từng tập tóc tập biệt em Kaido. Ôi à, anh té. Anh là vô địch. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hóa cho con này max level cho các bạn xem. Vào top 10 rồi. Rồi top chậm, mình xếp hàng chậm. Qua wow, mặt con cá hoài ta. Quay để con nó mới hay. Rồi quýt bút kìa. Nó ăn mười mấy triệu thức ăn rồi đó. Biết ngay mà, mình đã chậm này rồi, mình sợ là mua nhanh quá đó bị lỗi. Lại đích ra chán người. Chasing the stars, all that we said, all
Rồi, cho nó ăn trước đi. Nó khó chịu ghê luôn. Cái phiên bản lần này nó update như xịt đấy. Dễ bị disconnect kinh luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hóa cuối cùng con này ha. Để nhận thưởng đó. Chế luôn á trời ơi. Game cứng này thiệt. Cứ siêu đích, cứ siêu đích. Tuyệt luôn á. Tệ dữ ta. Thích nhanh, tao mua nhanh cho mày coi luôn. Tao sợ mày hả? Tao mua nhanh luôn nè. Mày làm gì tao? Ớn quá. Cái này tí ra coi thử có thích coi được. Gì mà mới chút là bị, mới chút là bị. Wow. Con mẹ này bán cái giá 180.000 đi nay luôn. Trời ơi, tôi điên luôn á. Cái gì trời, ăn bị đít hoài à. Bị khủng ghê, bị khủng rồi. À, các bạn nhìn nè. Để mà coi nó bị chi vậy trời. Bắt cái con làm gì đâu. Thông báo à. Đó các bạn có thể thấy đó. Con này rất là đẹp luôn á. Rồi anh kìa. Rồi nó đẹp hơn con hôm qua ha. Con hôm qua là con kia nó không có cái con này đâu. Con này các bạn nhìn lượng máu kìa. Nhìn cái lượng máu của nó kìa. À, lượng máu quá kinh. 5.600. Giờ Indominus Red đứng sau nó rồi. Rồi, Indominus Red làm gì tuổi với con này được. Rồi, lượng máu của nó kìa. Super rồi, để quýnh thôi nè. Tôi lạy ông luôn á. Trời ơi, ông này cái game này nó bị sao rồi á. Cứ làm một chút nó bị disconnect mà chẳng hiểu nguyên nhân bị sao nữa các bạn ơi. Không, các bạn thông cảm với mình nha. Cứ vài giây là bị tích ra. Nó bị gì, bị lỗi sao á. Thường ngày mình chơi đâu sao đâu. Wow, các bạn nhìn kìa. Indominus Red tuổi tôm với con này thôi. Con này hơn con Indominus tới 5 tới 400 đam luôn. Hay là 400 máu chứ. Đó, đội hình mới. Đi quýnh với người chơi khác. Trời. Mới vô gặp kỳ hệ. Ừ.
quầy luôn á. Nó sẽ có 2 điểm. Tính toán kỹ lưỡng coi. Giết nó thôi. 5.300. Bài thổ báo. Rồi, chúng ta có cơ hội chiến thắng á. Có cơ hội thôi nha. Chỉ là có cơ hội thôi. Ok, thắng rồi. Tưởng đâu thua. Ai ngờ mình cũng thắng thôi. Con này quá mạnh. Con này đam nó to quá các bạn ơi. Đam nó tới 5.000 mấy luôn. Bình thường là chỉ cần để nó ở lượt cuối cùng mà chúng ta có thể quẩy nát đội hình đối phương nếu mà chúng ta có 8 điểm. Rất là lợi hại luôn á. Với một con ăn thịt kia thì mình đủ lượng một lượng máu tăng nhất định, đó chính là 5.700 máu và một số lượng đam cũng khá là to. Do cái ngoại hình nó hơi nhỏ nên mình không thấy đặc biệt bằng con Indominus Rex thôi, nhưng thực chất nó mạnh hơn con Indominus Rex rồi. Thấy chưa, Indominus Rex giờ đứng thứ 3 rồi. Đứng thứ 3 trong đội hình của mình rồi. Mình dùng con nước ở đây là để giờ mình dùng hai thịt một cây coi, hay lộn, hai thịt một chim coi. Rồi ok, dùng đội hình này nha. Con mới của chúng ta rất là mạnh luôn á. Con này đam không to lắm. May quá nó dùng con này đầu tiên rồi. Hổ báo 4 điểm. Đội hình đối phương đã có 4 điểm và dùng 3 điểm để giết mình, thật là phí phạm. Còn 2 điểm mình nghĩ là phòng thủ rồi, đơn giản mình sẽ giết đối phương. Còn 2 điểm, 2 thủ hơi phí. Để không sao, chúng ta vẫn còn tồn 8 điểm. Nguy hiểm rồi. Cũng không nguy hiểm lắm, khá là bình thường. Còn bài chính, quân bài chính của mình đây. Quân bài chính đã ra. Quân bài chính đã ra, mình cũng chẳng sợ con kỳ hệ này lắm, vì nó đâu có khả năng đụng tới mình đâu. Nó làm gì có khả năng đụng được mình. Bạn đã sai lầm, đâu có khả năng đụng tới mình đâu, mình đâu có sợ kỳ hệ. Hãy xem này,
Đùa. Level 40 đó bạn. Ấy. Giỡn chưa, 40.000 mẫu đó. Mà chống cự được với sức mạnh kinh hồn của mình rồi. Quá dễ dàng luôn, quá kinh khủng. Mình xếp đội hình khá là bắt mắt nên chúng ta có thể giành chiến thắng khá là dễ dàng. Đó chính là con nhân, con chủ đạo của mình sẽ là con chim. Con chim với lượng đam 5.000. Quá ác luôn. Rồi các bạn thấy đội hình hôm nay của mình có mạnh không? Nhớ comment cho mình biết nha. Được rồi, và bây giờ thì mình sẽ dừng video ở đây với một con này rất là mạnh luôn trên cả Indominus Dread. Nói chung là nó là một con thịt đủ trong đội hình của mình để đi win khá là tốt, với lượng máu cũng khá là cao, với sắp xỉ 6.000 và lượng đam cũng khá là dữ. Thì mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.